Ủa mà đi vô chùa làm gì chị Vy? Vừa đang ăn khôi hả? Đó không có gì vậy? Xin lỗi. Rồi gặp khôi chưa? Chưa. Vậy xin lỗi với Minh Tề. Ừ. Khôi chưa hả? Khôi thường thường nó tới 5-6 giờ nó mới về mà. Chưa, nó chưa về đó. Nó chưa về hả? Rồi vô chùa chơi hả? Chùa chơi. Rồi sao anh Phi đâu, không vô, không vô chùa với chị? Anh Phi ngủ. Ngủ ở nhà phòng trọ hay là gì? Ở phòng quá nặng. Ừ. Thì nãy giờ vô lâu chưa? Mới vô hả? Không phải chạy xe gành thấy mình luôn hả? Thấy Phật đang nằm kìa. Phật đang nằm đâu có làm cái kiểu đó thì Thiên Chúa. Phật. Phật đang nằm là ta kêu là ai gì Nam Mô A Di Đà Phật chứ, là làm cái kiểu giống như Thiên Chúa vậy. Người ta lên, nó đẹp kìa. Hả? Người ta leo lên đẹp kìa. Chị ơi, chị leo lên được không? Được. Rồi thử rồi, đi đi. Đi bộ. Thì xe đã đâu? Xe đã không, để ngoài dưới. Đâu đi à? Lên được á. Lên được không? Cao lắm á. Ủa chị có lên được không? Được. Cao lắm. Chị từng có từng lên chưa? Lên rồi. Lên rồi hả? Cao lắm. Theo chị nghĩ tụi nó cao khoảng nhiêu mét? Cao á. Cỡ nhiêu? Chị biết thấy, nhiêu? Thấy gì? Thấy nhìn ở dưới gì thấy cao á. Chị, theo chị biết cỡ nhiêu mét? Mét không. Thấy ai nhìn trên xương thấy thấy cao này. Rồi chị có biết tượng Phật nó nặng cỡ nhiêu không? Chưa. Không biết luôn. Không biết nặng cỡ nhiêu luôn. Ủa chị ở nhà ở gần mà chị không biết lịch sử của Phật nằm đó nhiêu luôn hả? Bự lắm. Bự lắm thì ai cũng mà. Lại nó lên là biết rồi, lên rồi chị đi lên đó hả? Lên nó bự lắm. Rồi chị đi rồi. Phật khoan đi, để em hỏi cái chuyện này cái. Khoan để em. Thì hồi sáng giờ chị với anh Phi rồi có đi đến nhà có cô gì mẹ ăn khang nữa không? Không đi luôn hả? Không gặp bà hay sao? Không đi á. Tại không đi á. Tại không đi ha. Thì em nghĩ chắc cái điện thoại đó cho bỏ luôn rồi đó. Giờ về là nó có trả đâu mà. Ha. Thôi mất rồi bỏ đi, không có chuyện. Ừ. Có nhiêu tiền đâu. Ừ. Đúng rồi, tại anh Phi mà tại ai? Đúng rồi, nhậu nhẹt rồi không gì. Ta lấy không hay tại ai? Bây giờ trách ai? Nhậu nhẹt có cái điện thoại nhưng mà còn giữ không xong. Em anh Phi lại, anh Phi cho vô nhà ngồi bắt đầu mắc đồ, mắc đạt không hay. Ừ. Mới trả, mới tại ai, bây giờ tại ai nữa? Ừ. Em còn bị chửi luôn nè. Vì em mắc điện thoại em còn bị chửi nữa. Cái bữa đó nó cô anh Phi chửi em nữa nè. Bữa đó chửi chắc chửi như chửi em hơn gì nữa. Chửi em á mà ta thấy là mày tao chửi mày tới đó, nó con tao lấy đồ này nọ. Uh-huh. Không có anh nói có gì. Nói gì đó. Ừ. Rồi bữa đi đâu mà gặp chị mà chửi? Em đi quán cà phê ngồi uống đi chơi nó đụng mấy trai thấy á. Ừ. Đi trai thấy đã chửi đã like. Dạ. Rồi chị đi lượm với trai rồi tình cờ đi thấy gặp bà bán số, em đi lượm với trai bà chửi em. Ừ. Bà chửi em không thấy mấy gì nữa, bà chửi em luôn. Tự nhiên cũng tức hả chị ha? Em vô chùa cũng bà mà sao mà chửi không biết sao nữa. Vô cầu Phật hoài mà người ta cũng chửi tới em mà. Ừ. Tính ra chắc cái này cũng oan ức lắm, mình vừa mất của mà bị chửi nữa hả? Anh Phi làm mất rồi, không phải em làm mất đâu, là anh Phi giữ qua em mà. Ừ. Chồng vợ sợ sai mà chồng làm mất với vợ phải buồn rồi. Ừ. Nó hồi đó em lụm cho điện thoại của chú này nè. Của ông sư đó hả? Sư này nè. Ông sư cho phỏng vấn chút sư. Em trả sư lại đó. Sư không tiện phỏng vấn rồi. Em hỏi sư đi. Ừ. Em có không làm đâu. Sư cho còn bánh cho em. Em xin bánh sư cho bánh nè em. Trời, xin rồi lụm điện thoại trả cho sư rồi sư cho bánh luôn hả? Cái bữa đó chị, cái bữa mà chị nói chị lụm được cái cho điện thoại cho bánh tét cặp cho em về đó. À. Em thấy quên sư để quên đó thì lụm trả sư đó. Tại em không phải người giống người ta đó. Ừ. Mình thì lụm được của người ta mình trả lại ha. Còn người ta cái có cái tánh tham lam lấy của mình luôn hay sao? Còn mày chửi nữa. Bị chửi nữa. Lụm người ta còn mày chửi nữa. Ừ. Mấy số phận gì không biết nữa. Cái gì?
em giúp người ta sao mà người ta không giúp em lại biết sao nó còn mà chửi lên chửi xuống chắc buồn lắm hả? Chớ phận mở gì nghèo nghèo suốt đời luôn bởi vì con mày chửi nữa rồi người ta còn mày chửi nữa buồn lắm hay gì buồn á thì em hỏi em mắc buồn á. Xui ha xui anh buồn thì ma thì bỏ đi chứ là có nhiều đâu mà không có chuyện này nọ nữa. Em không muốn có chuyện nó mệt quá bị chửi không à. Em không muốn chửi đâu, em không muốn chửi tới em nữa đâu. Thấy người ta lên Phật Ngọc Phật Phật nằm kìa. Chị lên cầu nguyện chị Lê ấy chị lên cầu nguyện Phật đi. Phật kìa, khổ hoài chị, không? Cô hoài cũng mới chửi nữa. Lên cầu nguyện đừng có cho ta xui xẻo nữa nó qua khỏi đi. Cầu hoài bị chửi nữa hả? Mình cầu thử coi có bị chửi nữa không? Chửi mỗi ngày. Dạ, thưa cô chú anh chị thì chị Vi ngày hôm nay cũng có lên chùa tượng Phật nằm nè để cầu nguyện xả xui nè. Chị Vi nói là mất điện thoại rồi còn bị chửi bị không đánh nữa. Ra xui quá lên lên tượng để cầu nguyện nè. Thường thường người ta cầu nguyện ở đâu chị Vi? Thường thường người ta cầu nguyện là người ta cầu ở đâu? Chỗ nào? Đâu chị đi thực cầu rồi. Rồi mục đích của chị lên đây cầu nguyện là về vấn đề gì? Cầu nguyện đừng cho buồn. Đừng cho buồn, tại sao buồn? Bắt nhân họ còn mà chửi nữa. Vậy hả? Rồi lên đây cầu nguyện xả xui thì sao? Ra xả xui bỏ đi. Bỏ hả? Đừng cho ai chửi ai hết á. À. Mình cho được mình sống mà mình đừng cho ai chửi mình hết. Cầu từ Phật phải giúp con. Đừng cho con khổ buồn. Mất điện thoại thì bỏ không chửi ai. Mấy người lụm lúa con á đừng có chửi con. Lụm người ta lụm của mình người ta lấy của mình ta còn chửi mình luôn hả? Mình chửi nữa. Kỳ vậy. Ta không cảm ơn mình người ta còn chửi nữa. Mà người ta cảm ơn mình lý do gì người ta cảm ơn mình? Đó, người ta nói không có. Đó, mà lụm mình mà nói không có. Ở dưới là người ta lấy của mình mà người ta nói người ta không có hả? Em phải buồn mình. À. Cầu Phật hãy giúp con đừng cho buồn. Cho sống qua ngày. Sống qua ngày sao? Sống qua ngày đi lụm với cha sống qua ngày đừng người ta chửi bới con. Người ta lụm điện thoại con bỏ. Không có nhắc điện thoại nữa. Cảm ơn Phật. Vậy là cái vụ điện thoại đó coi như là bỏ mình không muốn tra cứu nữa hả chị Vi? Mình bắt thì bỏ nữa. Nó xem như là bỏ đi, cũng như là của đi thay người đi ha chị ha. Thế mà mình nhớ tới điện thoại và mình càng buồn. À. Xuống hỏi con. Ra hồi từ đó tới giờ là chị xài biết bao nhiêu cái điện thoại cảm ứng này rồi? Cái à? Cái này cái đầu tiên luôn hả? Có cái một. Dạ. Cũng nói chung là cũng tiếc hay chị Vi? Cũng tiếc nhưng mà biết làm sao? Thì do mình thôi, tài sản của mình rồi xui à. Tài sản của mình, vật chất của mình mà mình không biết giữ gìn. Của mình không giữ thì mình ta lấy mình ai mà trách ai được. Không có hại có cái một cái thôi mình không giữ mình để mất. Bây giờ người ta nói người ta lụm hết lên đó, người ta không lụm. Nó bây giờ trách ai? Đó là hay đã trách bản thân mình. Vì sao chị lên đây chị không cầu nguyện cho anh Phi nghe lời chị đi buôn bán gì đi? Nó cầu nguyện cho anh Phi bớt rượu lại. Lo làm ăn đừng quay quên này nọ. Đừng có nghe lời người ta. Lo làm ăn đừng nghe lời người ta suối bà suối này nọ. Chị Vi nè, chị thấy là anh Phi khôn không? Ông Phi không khôn bà. Anh Phi càng nhiều càng không khôn. Càng không khôn á, càng ngày càng buông lại hả? Càng không biết gì á. Đầu óc không biết gì. Hồi đó anh Phi có biển gì không? Không. Anh Phi ở đó chắc khôn á hả?
Bây giờ anh biết sao mà anh Phi ngày càng uống nữa. Anh không biết sao, nó cầu Phật mà giúp cho anh Phi hết tỉnh. Hết đầu óc tỉnh táo lại, đừng cho ngu nữa. Rồi tỉnh táo lại, nuôi vợ. Người ta suối hoài càng ngu nữa. Người ta đầu óc bây giờ hết mất trí nhớ rồi. Mất trí nhớ hả? Bị người ta xúi dục hoài bây giờ. Mình ấm phê bây giờ càng không biết gì nữa kìa. Điện thoại cũng không biết nữa kìa. Giờ điện thoại bây giờ bị người ta lấy, còn không biết ai lấy. Say xỉn mà người ta lấy không biết ai. Rồi bây giờ nói chị nghe nè, bây giờ mình chỉ còn cộng dây chuyền đó để mình bán thôi đó. Rồi bây giờ nếu mà mình xài hạ tặng hạ tiện lợi nha. Thì em còn đóng mày rồi em mua rồi ăn. Cái tiền đâu nữa. Rồi bây giờ nếu mà mình xài hết tiền này không biết tiền đâu nữa nè. Tiền đâu nữa thì phải lụm với trai rồi. Mà anh Phi không chịu đi buôn bán bởi vì mới tức nha. Phải đi lụm với trai rồi, tiền đâu nữa. Mình không có tiền là đóng mua tiền mua khoai người ta. Không có gì coi rồi mắc tiền hỏi nữa. Không có gì coi. Mình phải đóng mà mới mà ta coi mua khoai được. Mà coi hai chồng một vợ nè. Sự tích án này nọ. Rồi bữa nào em nói chị Phi, bữa nào chị đừng có mua đồ ăn gì hết. Chị cho anh Phi nhịn đói một ngày thử coi anh Phi cảm giác. Em sợ anh Phi đói, em mua đồ ăn cho anh Phi bài à. Mà anh Phi không ăn chút, ăn hồ kịch thì ăn, còn ăn được mấy trứng là nghỉ ăn rồi. Thì bữa nào chị đừng có mua đồ ăn cho anh Phi thử coi. Chị đừng có mua đồ ăn, cũng đừng có nấu cơm luôn cho anh Phi nhịn đói một ngày cho cảm giác là lúc đó là như thế nào. Em thương người lắm không được. Em tính là sớm mới ai là mua cho người ta ăn à. Thì chị thương mà anh Phi thương kiểu này sao? Chị thương anh Phi kiểu này, chị chịu anh Phi có khi nào chị biết rằng là cái như vậy là làm cho anh Phi hư không? Người ta có mấy người ta thương của em không biết nữa. Nếu mà người ta thương, nếu anh Phi thương chị là anh Phi đi lụm ve chai, đi tạo tầng mua bán để lo cho chị rồi, không phải như vậy đâu. Cái Phi nó anh Phi hết bệnh đi, gắn hết bệnh đi, đi mua phế liệu sống mỗi ngày. Rồi em nói chị nghe nè, có một người chồng nào mà để cho vợ mình phải lăn lộn, phải đi bươi móc thùng rác thùng ưa để kiếm từng chai nhựa rồi để nuôi nấng lại bản thân của mình không? Thì mình làm vợ mà phải cực chút rồi. Cực chút, nhưng mà chồng có biết được cái công lao của mình không? Mình thương người ta phải cực chút với đâu. Nhưng mà cũng phải đồng chồng đồng vợ, tự nhiên cái mình chị không à. Chồng mà không chịu làm mà hay vợ làm. Trời ơi. Mình vợ cũng đi lụm mà phải chấp nhận thương người ta phải thì cực khổ một chút rồi. Vậy là chị thương anh Phi chứ anh Phi không thương chị hả? Em đi theo anh Phi. Không phải anh Phi theo anh Phi. Phải mà anh Phi theo em đâu. Em muốn bỏ nhà nào bỏ đó. Mà em thấy chị bỏ anh Phi đâu được. Em nói muốn em đi theo anh Phi là nào bỏ anh Phi muốn là bỏ đó. Em nói mà không bỏ. Tại vì em còn thương anh Phi đó. Nói Phật ở đây luôn á. Em hồi bỏ từ lâu rồi. Thì anh Phi tính hiền nè. Mà không có chửi với ai nè. Khi giận hờn không mà dám muốn ai đâu. Có giận hờn thì có, không dám muốn ai. Cũng được cái tính tốt đó ha, hiền ha. Nè em 60 năm nay biết chồng em biết sao hết. Không muốn ai, không chửi ai hết. Uống rượu là ngủ. Uống rượu là ngủ. Uống rượu cho là ngủ rồi. Không có chửi ai hết. Rồi cái điện thoại này thí dụ như cho gia đình anh Phi biết là có vấn đề gì không chị? À, gia đình anh Phi, anh biết anh Phi đó, chơi gia đình anh Phi mà anh tha thứ anh Phi thì tha đó, em có biết gì đâu. Rồi thí dụ như bây giờ... Tha là chị tha, ấy à, bỏ thì bỏ, đừng nhắc tới điện thoại nữa. Ừ, bỏ đi. Nhắc hoài cũng nhũng lấy lượng không được cái gì đâu. Nhắc hoài cũng lấy không được điện thoại đó đâu. Đúng rồi. Còn chửi lên chửi xuống nữa. Bởi vậy hai đừng làm hai chồng em phiền em nữa. Để hai chồng em để tự do đi. Thì thôi cố gắng đi mà ăn lại đi ha. Để hai chồng em cũng có đi lụm chai mỗi ngày mà. Cố gắng đi mà ăn lại đi. Cho Phật cho chồng em hết bệnh nè, hết uống rượu nè, hết uống rượu lại lo làm ăn. Đầu xin Chúa giúp thành gái mình khỏe, khôi học giỏi. Rồi chị lên trên được không? Đi lên trên đường nào? Đường này nè. Cái màn hả? Có màn tượng. Màn tượng hả? Cái xu. Cái xu á. Còn xu gì?
mấy cái sâu là bằng tượng á. Ờ. Bằng là bằng gạch á. Trời ơi, cái đó là bằng xi măng người ta tạc lên chứ. Xi măng người ta che lại nè, người ta làm cái sâu phải không? Ừ. Cái sâu người ta làm bằng tượng á, bằng gạch á. Đó, đường này đi lên nè. Chị có từng vô đây lần nào chưa? Đi hết lần hả? Nắng sao chị không đi bên đây, đi bên đó rồi thang nắng. Bự ha. Quá bự luôn. Chị Vy có biết được tiền Phật này là nặng bao nhiêu không? Em ở đây mà em không biết nữa. Tại lâu rồi. Chị là người địa phương. Mấy mét lận hả? Chị là người địa phương đây mà chị không biết tượng Phật nặng bao nhiêu nữa. Mấy mét lận. Em đứng ra tới lưng sao Phật nè, thấy hả? Ừ. À, Phật tới trên gần tới trên trời luôn kìa. Dạ, Phật gần tới trên trời luôn kìa. Ừ. Dạ. Quá trời, Phật bự quá. Giò nè. Đâu phải giò, cái này áo. Áo hả? Ừ. Này cà sa phủ xuống mà. Dạ chị Vy, bữa nào chị muốn đồ đó mặc à? Hả? Đó. Muốn đồ đó. Nè đó đó. Có em Phi. Hả? Có em Phi với em. Chụp em coi này đi. Vậy chụp cho. Lấy bộ rồi nha. Ừ. Ô, lấy cảnh này nè, cảnh này. Ở lấy cảnh này nha. Rồi chưa? Rồi. Sao chị thấy hình chị sao? Mập. Hả? Mập. Thấy hình chị mập hả? Không có mập mấy mà lùn. Lùn hả? Chị Vy cao mét mấy? Mét, cỡ 1 mét à. Cái gì cỡ 1 mét? Có 1 mét à. Chị cũng phải cỡ 1 mét 50 mấy á. Không có 1 mét à, anh lùn mà không có cao. Gì mà 1 mét giống như 1 mét là hơn. Có 1 mét rưỡi à. Ờ, 1 mét rưỡi hả? Nó lùn nó bằng cao. Ừ. Chụp cho em nó giỏi thật á. Ừ. Lấy cái đẹp cho em nha.